bạn để cho bạn tự tin hơn. Thi ứng xử đầu tiên thì lo lắng lắm đúng không em? Nhưng mà bây giờ anh và chị Lan cùng với quý vị khán giả sẽ hỗ trợ cho em. Vâng, tôi xin phép là sẽ được công bố câu hỏi của thí sinh đầu tiên. Câu hỏi của bạn như sau. Bạn có biết công đoàn công ty Sumidenso có những hoạt động gì không? Hãy nêu những hoạt động và ý nghĩa của những hoạt động đó. Bây giờ em là thí sinh đầu tiên nên anh sẽ đọc lại câu hỏi một lần nữa thật chậm để em nghe ha. Bạn có biết công đoàn công ty Sumidenso có những hoạt động nào không? Hãy nêu các hoạt động và ý nghĩa của các hoạt động đó. Em đã rõ xin về câu hỏi của mình. Vâng, một tràng pháo tay để cổ vũ cho bạn thí sinh đầu tiên thi ứng xử. Chúc em thành công. Dạ vâng, em xin trả lời câu hỏi ứng xử của mình ạ. Em rất may mắn khi được là cán bộ công nhân viên của công ty Sumidenso Việt Nam. Và công đoàn công ty Sumidenso Việt Nam thì có rất nhiều những hoạt động thiết thực cho cán bộ công nhân viên. Ví dụ như bóng đá, tham gia bóng đá, bóng đá bóng chuyền, nam và nữ. Và bồi bổ sức khỏe cho cán bộ công nhân viên để có những một sức khỏe tốt, để làm hăng xe làm việc sản xuất. Và có những hoạt động như những ngày lễ Tết, tổ chức văn nghệ hoặc là những... Và đặc biệt nói về cuộc thi ngày hôm nay thì đó chính là cuộc thi Người đẹp Sumidenso Việt Nam, tôn vinh những vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam nói chung và Sumidenso nói riêng. Và cũng nhân dịp dịp này, nhân 20/10 sắp tới ạ, thì em cũng xin gửi tới toàn bộ những nữ công nhân của công ty Sumidenso Việt Nam một lời chúc sức khỏe và chúc các bạn luôn tự tin, thành công trong cuộc sống. Em xin kết thúc câu trả lời của mình ạ. Xin chân thành cảm ơn bạn Hoàng Thị Bình Minh đã kết thúc phần thi của mình với một câu trả lời đầy thông minh. Vâng, rất ngắn gọn, xúc tích nhưng mà lại đầy đủ ý của câu hỏi. Tiếp theo xin mời thí sinh thứ hai trong top 5. Xin mời bạn Phạm Thị Hoa mang mã số 11. Bạn Hoa sẽ là thí sinh thứ hai nên em hãy bình tĩnh và cố gắng trả lời rất là tốt câu hỏi của ban tổ chức. Xin mời em bốc thăm câu hỏi. Câu hỏi của em như sau. Theo bạn, quan niệm như thế nào về một người phụ nữ đẹp? Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Vâng, câu hỏi rất đơn giản thôi. Quan niệm của bạn như thế nào là một người phụ nữ đẹp và tại sao bạn lại có quan niệm đó? Xin mời bạn Phạm Thị Hoa. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới toàn thể các quý vị đại biểu, ban giám khảo và toàn thể các quý khán giả có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay ạ. Sau đây em xin trả lời câu hỏi của mình. Quan niệm về một người phụ nữ đẹp thì với mỗi người thì có một quan niệm khác nhau. Với những người lần gặp đầu tiên thì một người có diện mạo bề ngoài đẹp, ngoại hình đẹp hay là phong cách ăn mặc đẹp thì có thể được coi là mọi người gọi đó là một cô gái đẹp. Nhưng với em thì đó là chưa đủ. Em quan niệm đó chỉ là một cô gái có ngoại hình xinh xắn. Còn đẹp xứng đáng là một người phụ nữ đẹp thì là chưa đủ. Đó cũng chính là lý do tại sao mà bất kỳ một cuộc thi người đẹp nào, chẳng hạn như cuộc thi Người đẹp Sumidenso 2014 hôm nay, để xứng đáng là một với danh hiệu người đẹp của công ty, người thí sinh tham gia không chỉ có một diện mạo bề ngoài xinh xắn mà còn cần có cả vẻ đẹp về tâm hồn, về tri thức, về cách mà họ hòa nhập với cuộc sống cũng như hòa nhập với mọi người, cách đối xử với mọi người làm sao cho một cách thuận lợi nhất và tốt đẹp nhất. Bất kỳ cũng như một các cụ đã có câu là tốt gỗ hơn tốt đúc sơn hay cái nét đánh chết cái đẹp. Đó cũng chính là lý do mà một người phụ nữ đẹp với em thì cần thực sự là đẹp cả về ngoại hình và cả nét đẹp và tâm hồn. Và cũng nhân chương trình này thì em cũng nhân ngày phụ nữ 20 tháng 10 em cũng gửi lời chúc tới toàn thể các chị em phụ nữ một lời chúc tốt đẹp nhất, một sức khỏe và càng ngày cả đẹp về cả hình thức cũng như là đẹp hơn trong một nửa còn lại. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bạn Phạm Thị Hoa đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Vâng, một câu trả lời rất là thông minh khi chúng ta cần phải trau dồi cả vẻ đẹp về ngoại hình lẫn vẻ đẹp về phẩm chất và tâm hồn của người phụ nữ. Rõ ràng đẹp và xinh là hai phạm chủ rất là khác nhau. Chúng ta đã có ý kiến rất là hay rồi. Bây giờ mời tiếp theo. Vâng, xin mời thí sinh tiếp theo, thí sinh Bùi Thị Ngân mang mã số 01. Xin mời bạn Bùi Thị Ngân sẽ bốc thăm một câu hỏi của ban tổ chức. Em hãy cười một cái đi để lấy tự tin nhé. Rồi, câu hỏi của bạn như sau. Bạn hãy cho biết công ty thành lập vào ngày tháng năm nào. Bạn có biết công ty có những loại hình phúc lợi xã hội nào dành cho người phụ nữ hay không? Anh sẽ đọc lại câu hỏi nhé.
Bạn hãy cho biết công ty thành lập vào ngày tháng năm nào? Bạn có biết công ty có những loại hình phúc lợi xã hội nào dành cho người phụ nữ hay không? Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể cán bộ STVN có mặt ngày hôm nay, em xin trả lời câu hỏi của em như sau. STVN được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 2004. Vừa qua ngày 13 tháng 10 đã kỷ niệm thành lập 10 năm thành lập công ty. Đó là một trong những sự kiện lớn của công ty và tất cả cán bộ công nhân viên chúng ta đều hòa nhập vào ngày kỷ niệm 10 năm đó. Ngoài ra, công đoàn của chúng ta còn có những hình thức phúc lợi dành cho phụ nữ, đó như là phúc lợi về thai sản, phúc lợi về chế độ em nhỏ dưới 35 và phúc lợi về chế độ như là nghỉ dưỡng thai. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái tiền thưởng vào một ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10. Đó là một trong những loại hình nhằm phúc lợi để tạo ra tinh thần làm việc cho người phụ nữ. Và ngoài qua ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10 là ngày kỷ niệm và tôn vinh cho người phụ nữ Việt Nam nói riêng và 80% nữ giới có mặt tại STVN ngày hôm nay. Xin cảm ơn bạn Bùi Thị Ngân. Câu trả lời của em đến đây là kết thúc. Chúc cho hội thi hôm nay thành công rực rỡ. Chúc cho các cán bộ công nhân viên và các bạn phụ nữ ngày hôm nay có một sức khỏe dồi dào, thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được chúc mừng thí sinh Bùi Thị Ngân. Bạn rất là tự tin và đã thể hiện rằng là mình rất am hiểu về công ty cũng như là những hoạt động phúc lợi dành cho người phụ nữ. Và bây giờ là thí sinh tiếp theo. Vâng, thí sinh tiếp theo là bạn Bùi Thị Ngọc, mang mã số 03. Xin mời Bùi Thị Ngọc. Em sẽ bốc thăm một câu hỏi dành cho mình. Bây giờ hãy cố gắng tự tin nhé. Câu hỏi của bạn Ngọc như sau. Theo bạn, ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi Người đẹp Sumidenso Việt Nam 2014 là gì? Câu hỏi rất ngắn gọn đúng không? Chúc em thành công nhé. Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của mình, em xin gửi tới lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất đến với ban giám khảo cùng với tất cả mọi người trong cuộc thi ngày hôm nay ạ. Dạ, sau đây em xin trả lời câu hỏi của mình ạ. Em cũng như là tất cả mọi người được tham dự cuộc thi ngày hôm nay là niềm vinh dự của em. Và ý nghĩa lớn nhất, theo em, như ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi ngày hôm nay là tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ nói chung, người phụ nữ nói riêng trong công ty của chúng ta, cũng như là toàn thể người phụ nữ nói chung trong toàn thể đất nước. Và theo em, ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi ngày hôm nay là cho chúng em thể hiện được tài năng cũng như là sự hiểu biết. Như thông qua cuộc thi này, em có thể hiểu biết về ngày 20 tháng 10 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và cách đây 84 năm thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức lấy ngày 20 tháng 10 làm ngày thành lập và là ngày tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Và thông qua cuộc thi này, em cũng biết được sự quan tâm của ban công đoàn đến với toàn thể các cán bộ công nhân viên của toàn công ty đã dành cho những người phụ nữ. Dạ, trước khi kết thúc câu hỏi của mình, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các anh chị trong quản lý bọn em tại bộ phận đã tạo điều kiện cho bọn em được tham dự cuộc thi, và cảm ơn ban công đoàn đã tổ chức ra cuộc thi đầy bổ ích ngày hôm nay ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chúc mừng em và mời em có thể trở về vị trí của mình. Đó là những lời rất là giản dị và mộc mạc thôi, nhưng đó là những lời từ trái tim và có lẽ là sẽ rất là rung động với tất cả những ai mà yêu mến bạn, để bạn có thể thể hiện được tình cảm của mình cũng như là những hiểu biết của mình về cuộc thi này. Và mời thí sinh cuối cùng, đó là... Vâng, thí sinh cuối cùng xin mời bạn Lê Thị Thảo, mang mã số 09. Xin mời bạn Thảo sẽ đứng vào vị trí của mình và hãy cố gắng để trả lời thật tốt câu hỏi cuối cùng của mình, cũng là câu hỏi số 5. Xin mời bạn bốc thăm câu hỏi. Câu hỏi của bạn như sau: phẩm chất nào của người phụ nữ Việt Nam khiến bạn tự hào nhất và tại sao bạn lại có suy nghĩ như vậy? Và một câu hỏi về phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam khiến bạn tự hào nhất. Xin mời bạn. Trước tiên em xin chào tất cả các ban giám khảo và các bạn khán giả đã có mặt tại đây để cổ vũ cho em ạ. Bây giờ là câu trả lời của em ạ. Vâng, câu hỏi là phẩm chất nào của người phụ nữ Việt Nam khiến bạn tự hào nhất và tại sao bạn lại có suy nghĩ như vậy? Dạ, phẩm chất của người phụ nữ là đức tính tốt đẹp nhất và
rất hy sinh cũng như trong kháng chiến, và hiện tại người mẹ là đã hy sinh những đứa con và đã hy sinh cho những đứa con trong chiến tranh và trong xã hội hôm nay thì cứ trong công việc người phụ nữ luôn là những người lo toan hết và rất đảm đang trong công việc. Em xin hết. Vâng, một câu trả lời rất là ngắn gọn rồi, nhưng mà thật lòng của bạn khi bạn đã nhắc đến hình ảnh của những người mẹ Việt Nam anh hùng đã có những cái sự hy sinh trong công cuộc kháng chiến của chúng ta, và ngày hôm nay lại có những người mẹ tiếp tục có thể có những đóng góp, những cống hiến cho xã hội cũng như là hy sinh cho gia đình của mình. Những câu trả lời rất là mộc mạc nhưng cũng rất là chân thành. Một lần nữa hãy dành cho 5 thí sinh của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Và thưa quý vị khán giả, chúng ta đã hoàn thành xong phần thi ứng xử